bị hack khi xúc phạm Apple trên Twitter. Huawei nói tài khoản Twitter của hãng này bị hack sau khi xuất hiện lời nói xúc phạm Apple trên mạng xã hội. Thực tế cuộc chiến ngôn từ giữa Huawei và Apple chưa bao giờ nguội lạnh. Hãng công nghệ Trung Quốc luôn muốn tỏ ra mình trên cơ và muốn dập tắt đối thủ Mỹ ở các thị trường cạnh tranh. Vì thế không nhiều người ngạc nhiên khi cách đây 3 ngày tài khoản Twitter chính thức của Huawei Brazil bất ngờ đăng tải thông tin xúc phạm Apple. Thông tin này sau đó được gỡ bỏ nhưng nội dung đã lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, Huawei Brazil chế giễu người nghèo Brazil không thể mua điện thoại Huawei. Tiếp sau đó là đoạn TNUET chửi bới Apple. Sau hàng loạt TNUET gây khủng hoảng truyền thông, Huawei ra tuyên bố tài khoản Twitter của Huawei Brazil bị hack. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, hacker ít nhiều có liên quan tới cuộc chiến Huawei-Apple, vì không ai tự dưng lại khơi mào chuyện không liên quan tới mình. Huawei đang giảm giá điện tại thị trường Brazil, sau khi nhận được nhiều phản ánh nói rằng sản phẩm của hãng quá đắt đỏ, vượt quá tầm tay của nhiều người dùng thông thường.